tác giả Diệp Vy Dạ, diễn đọc Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì nhiều bạn rất muốn là mình đọc hai tập hay là đọc thời lượng dài hơn cho một tập truyện. Thì nói thật với các bạn, việc đọc hai tập hay là đọc nhiều hơn một thời lượng trong một bộ truyện thì nó đều phụ thuộc vào công việc của mình. Tại vì công việc của mình, thực ra mình vẫn phải đi làm ở nhà máy rất là bận rộn, đi làm 8 tiếng. Mình thì mình không phải đi ca, không phải đi ca kíp, mình đi giờ hành chính, nhưng mà thực sự cái công việc của mình nó không cho phép mình có nhiều thời gian để đọc được nhiều chuyện cho các bạn. Mình thực sự rất muốn đọc nhiều chuyện cho các bạn chứ. Đấy là điều mình muốn. Mỗi một bộ truyện mình đọc, mình đều muốn đọc thật nhiều để kết thúc nó sớm một chút, để chuyển sang đọc bộ truyện khác cho các bạn, để phục vụ các bạn một cách tốt nhất. Nhưng mà nó đều phụ thuộc vào công việc chính của mình. Thế nên là các bạn thông cảm cho mình. Tất nhiên là lúc nào mình mà có nhiều thời gian rảnh rỗi, mà công việc của mình nó không không quá bận rộn, không phải phải về nhà làm những cái công việc, không phải mang về nhà việc về nhà làm, thì tất nhiên mình sẽ đọc cho các bạn hai tập một ngày. Đấy là việc mình có thể làm được, nên các bạn thông cảm cho mình nha. Tập 16, chương 303, người đó có phải là anh không 14? Trên thân một mình anh đồng thời có đặc điểm của hai người, mà hai người kia lại cùng một người. Cho nên, trong chớp mắt này, trái tim khẩn trương của Tống Thanh Xuân ngừng dày lên, máu toàn thân cũng chậm rãi ngưng động, đầu óc cô trống rỗng, hô hấp cũng dần dần biến mất theo. Trong chớp mắt này, cả người cô giống như hóa đá, dừng lại rất lâu, ngừng lại hô hấp, lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi thở vào. Sau đó có một câu nói rõ ràng, lại chói mắt, từng chữ ở trong đầu hiện ra đầu cô, tốc độ chậm rãi tăng lên. Cho nên Tô Chí Niệm có thể chính là chủ nhân của tin nhắn đó không? Đồng thời cũng là người thần bí luôn luôn băng yên lặng bảo vệ cô phía sau lưng. Và đoán này giống như một đạo sấm sét hung hăng chém vào trong bóng tối, trực tiếp đánh tan tới trái tim tôi Tống Thanh Xuân, đánh đến phản ứng cả người cô run lên cầm cập lớn hơn một chút. Sao vậy? Tôi chỉ niệm cảm nhận được sự khác thường của cô, nhưng đầu hỏi. Không có gì. Tống Thanh Xuân vội vàng áp chế cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt nơi đáy lòng, cười nhạt lắc đầu với tôi chỉ niệm. Chờ đến khi lực chú ý của người đàn ông lần nữa để lại trên con đường trước mặt, cô mới lần nữa hướng tầm mắt về phía anh trong kính chiếu hậu. Mới bắt đầu, cô thật sự chỉ hiếu kỳ sao loại cảm giác ấm áp Tô Chí Niệm cho mình lại quen thuộc như vậy. Nhưng cô trăm triệu không nghĩ tới, chuyện suy nghĩ ngày càng nhiều, Tô Chí Niệm cũng càng lúc càng phù hợp với người cô vẫn luôn tìm trong thời gian này. Nếu như đổi lại đời trước đây, cô sẽ không khẳng định bác bỏ phán đoán này của mình trước tiên. Bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy Tô Chí Niệm rất tốt với mình, mà người yên lặng bảo vệ mình lại có thể gọi là người tốt với mình nhất trên thế giới này. Nhưng hiện tại cô hiểu Tô Chí Niệm hơn rất nhiều. Cô biết nội tâm của anh hoàn toàn không giống như dáng vẻ bề ngoài kia. Lúc trước cô từng bị Đường Noãn vì báng đẩy cô xuống nước, là anh ra tay giải vây. Cô ngốc ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố không về được, là anh lái xe đi đón cô. Ngay cả hiện tại cô gặp nguy hiểm cũng là anh đưa đón cô tan việc mỗi ngày. Liệt kê một chút, bất chi bất giác anh đã cho cô nhiều ấm áp và ỷ lại như vậy. Cho nên cho dù anh đã từng nói lời khó nghe với cô, làm chuyện tổn thương người nhất, nhưng anh lại đối với cô rất tốt, cho nên anh thật sự có thể chính là chủ nhân của tin nhắn mà cô muốn tìm. Nghĩ gì vậy? Sao không xuống xe? Lúc Tống Thanh Xuân đang nghĩ nhập thần, bên tai cô chuyển tới giọng nói lãnh đạm của Tô Chí Niệm. Tống Thanh Xuân hoàng hồn, thấy xe đã đến cửa nhà, Tô Chí Niệm đang đứng ở bên cạnh xe, đúng lúc đồ ăn mua bên ngoài vừa đến. Tống Thanh Xuân chờ đến khi Tô Chí Niệm trả tiền xong mới lấy với túi sách, bước xuống từ trên xe. Tô Chí Niệm thuận tay khóa cửa xe, xách hộp đồ ăn mua ở ngoài, nhập mật mã vào tiến vào nhà trước. Tống Thanh Xuân đứng ở trong vườn một lát, mới đi vào trong theo. Ăn xong cơm trưa, Tô Chí Niệm nhận một cú điện thoại, lên lầu trước. Tống Thanh Xuân vừa nghĩ tới tâm sự của mình, vừa thư soạn đơn giản bàn ăn một chút, sau đó mất hồn mất vía đi trở về phòng ngủ của mình. Cô dựa đầu vào giường, nhìn chăm chú tin nhắn trong điện thoại di động hai lần, sau đó đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Xuống giường, lấy từ gầm giường ra tới một cái áo sơ mi, sau đó lại lấy một tờ giấy từ trong túi áo sơ mi ra. Áo sơ mi này lúc trước là thời điểm đầu anh bị thương, bởi vì áo sơ mi nhuốm máu nên vẫn muốn vứt. Tờ giấy kia là tờ thu phí vượt tốc độ mà cô vô ý phát hiện giữa đường, khi anh tới đón cô ở khu ngoại ô phía bắc lúc trước. Ngày đó anh rõ ràng nói với cô, anh ở gần khu ngoại ô phía bắc,
nhưng lại nhanh chóng lái một đường từ trong thành phố đến. Lúc đó, ngoại trừ dưới đáy lòng cô lén nút mắng anh là Tô lừa đảo, còn nghi ngờ vì sao anh lại muốn bịa chuyện với cô. Dù cho tới bây giờ, cô cũng không hiểu vì sao anh lại muốn bịa chuyện, nhưng cô cũng hiểu được, mục đích của anh làm như vậy chính là không hề muốn cho cô biết anh đang lo lắng cho cô. Anh đang cực lực che giấu ý nghĩ chân thật của mình, cũng giống như chủ nhân của tin nhắn đó. Mỗi lần đều giải quyết vấn đề cho cô, nhưng lại nghĩ tất cả biện pháp không cho cô biết anh là ai. Còn có, tầm mắt Tống Thanh Xuân chậm rãi rơi xuống trên son bóng, lưu lại ở trước ngực áo sơ mi. Vào đêm anh đón cô trở về từ khu ngoại ô phía bắc kia, bọn họ ở trong khách sạn, cũng bởi vì quá mức khổ sở, còn vui lòng ở trong lòng anh khóc giống một trận. Sau khi khóc xong, cô phát giác cảnh tượng lúc đó và mỗi khi khổ sở khóc lớn vào những năm gần đây. Không hiểu tại sao những vụn vặt và cảm giác tương tự như vậy. Lúc đó cô còn phỏng đoán trong thời gian ngắn vụn vặt đó từng được người ôm qua, từng được người lau nước mắt. Thậm chí cô còn liên tưởng đến áo sơ mi nhuốm máu này. Tuy rằng đến hiện tại cô vẫn không xác định trong quá trình vụn vặt của mình có phải đã thật từng có người xuất hiện qua hay không. Nhưng cô nghĩ nếu như có thì như vậy người đó nhất định giống như người đang ra tay giữ đốt cô trong khoảng thời gian cô gặp phải nguy hiểm này, chú ý cô từng giây từng phút. Điểm quan trọng nhất là tình huống vụn vặt xuất hiện khi cô khóc lóc này có đôi khi cô vào năm nét, vào tin nhắn đó cũng nhận được khi cô vào đại học năm thứ nhất. Thời gian gần như là giống nhau như đúc, cho nên rất có thể người xuất hiện vào lúc cô khóc lóc và chủ nhân của tin nhắn này đúng là một người. Mà áo sơ mi này nói với cô, người xuất hiện vụn vặt vào lúc cô khóc lóc rất có thể chính là Tô Chi Niệm. Thời điểm không nghĩ tới thì không có cảm giác gì. Vừa nghĩ đến, Tống Thanh Xuân mới phát hiện tất cả mọi chuyện cuối cùng đều có thể vòng đến trên người Tô Chi Niệm. Nếu như nói cô ở trên xe đã có chút hoài nghi Tô Chi Niệm là người mình luôn luôn muốn tìm, như vậy hiện tại cô có nửa bước nắm chắc Tô Chi Niệm chính là người mình muốn tìm đó. Đình đông, dưới lầu đột nhiên tiếng vang tiếng chuông cửa làm cho Tống Thanh Xuân thu lại tinh thần từ trong suy nghĩ miên man của mình. Cô xuống lầu, xuyên qua mắt mèo là chuyển phát nhanh. Cô nghĩ đến chuyện ở công ty buổi sáng, không dám mở cửa, trực tiếp bảo người ta để đồ ở cửa. Cho đến khi anh chàng chuyển phát nhanh đi xa, cô mới mở cửa, nhặt từ trên mặt lên món hàng chuyển phát nhanh, là một phần văn kiện. Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân lấy văn kiện vừa đi lên lầu, vừa nghĩ đến tâm sự của mình, thế nên cô đi đến ngưỡng cửa phòng ngủ của Tô Chi Niệm, cũng quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân vừa nói ba chữ, để đột nhiên dừng bước lại, nhìn chăm chăm Tô Chi Niệm, ngừng tiếng nói. Có lẽ Tô Chi Niệm vừa tắm xong, tóc còn nửa ướt, anh chỉ mặc một cái quần lót ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trời bên ngoài chiếu qua cửa sổ, da thịt của anh trắng nõn oánh nhận, đường cong da rẻ hoàn mỹ, mềm chắc và tràn đầy dụ hoặc. Tô Chi Niệm khi tiếp xúc đến tầm mắt của Tống Thanh Xuân, thân thể hơi cứng đờ vài giây, sau đó mới đưa tay ra, nhanh chóng cầm lấy quần tây bên cạnh mặc vào. Tô Chi Niệm cài tốt thắt lưng, quay đầu, tận lực khiến cho ngữ khí của mình đắn đo đến vững vàng nhất, không lạnh không nhạt, mở miệng nói: "Tìm tôi có chuyện gì không?" Tống Thanh Xuân không lên tiếng, một đôi mắt to tròn đen nhánh trong suốt không động chút nào nhìn chằm chằm anh. Tô Chi Niệm bị tầm mắt của cô nhìn đến bên tai có chút nóng, thanh thanh giọng nói vẫn là cô vẫn không có phản ứng gì, liền giả bộ dáng rất bình tĩnh, bước chân đến, đi đến bên cạnh giường, tư thế rất tào nhã cởi áo sơ mi lên mặc vào người. Anh nhìn như không nóng vội, cài cúc áo lại, nhưng đầu ngón tay có vẻ hơi hỗn loạn. Ở giữa còn có hai viên cúc áo liên tục cài sai vị trí. Bên lỗ tai anh càng nóng càng lợi hại, trên mặt trắng nõn phủ đầy một màu hồng. Anh bất giác quay đầu, né tránh khỏi tầm mắt của cô, lại lần nữa tăng giọng, giọng nói nặng nề rõ ràng. Tống Thanh Xuân hoàn hồn, sững sờ chỗ cũ đầy nửa phút mới ý thức được rốt cuộc vừa rồi mình đang nhìn cái gì. Mặt cô vọt lên một cái, trở nên đỏ rực, nhanh chóng thu tầm mắt từ trên người của Tô Chi Niệm trở về. Cô hoàn toàn quên mục đích mình tới phòng ngủ của anh, xoay người liền chạy ra ngoài cửa. Cửa bị đóng sầm nặng nề, quá khoảng một phút lại bị dùng sức đẩy ra. Tống Thanh Xuân đỏ mặt xông vào, cầm chuyển phát nhanh trong tay ném lên trên bàn trà trước mặt Tô Chi Niệm, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ vội vàng ném lại hai chữ "của anh", sau đó không ngừng lại chút nào nhanh chân chạy đi. Cửa lại vang lên một tiếng vang sầm thật lớn lần nữa. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm chuyển phát nhanh Tống Thanh Xuân ném ở trên bàn, trên gò má màu hồng nhan sắc trở nên thâm trầm hơn một chút. Qua một hồi lâu, anh mới đưa tay ra cầm chuyển phát nhanh lên, vừa mới chuẩn bị mở bao bì, cửa bị đẩy ra lần thứ ba. Động tác của Tô Chi Niệm dừng lại một chút, mới quay đầu thấy Tống Thanh Xuân đứng ở cửa không có vào. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào bàn trà trước mặt mình. Tô Chi Niệm điều chỉnh lại cảm xúc một chút, lãnh đạm mở miệng hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Tống Thanh Xuân nghe được anh hỏi han không thốt ra mà giữ tầm mắt ở bên mặt anh nhìn một lúc, liền bước chân đi vào phòng ngủ của anh, sau đó dừng lại ở trước thùng rác cạnh chân anh, cúi đầu nhìn vào bên trong. Bên trong có rất nhiều miếng bông bị nhuốm máu đỏ, nhiễm mùi rượu cồn nồng đậm. Những miếng bông kia đều còn ướt dầm dề, chắc chắn là vừa ném vào không bao lâu. Cô nghĩ đến hình ảnh vừa rồi mình mới thấy ở trên mặt bàn trà, hòm thuốc mở ra, bên cạnh đặt bao bông gòn, cái nhíp, nhất là ống thuốc mỡ, còn một bình rượu cồn đã mở ra. Thật ra lúc cô vừa đi vào, đưa chuyển phát nhanh cho anh, dư quang khóe mắt vô ý quét đến những thứ đó, chỉ là rời đi quá vội vàng, không nghĩ quá nhiều, thẳng đến chờ khi trở về phòng ngủ, mới mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Anh không có chuyện làm, bày ra những thứ đó làm gì, chẳng lẽ bị thương? Cô nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu đến cuối lại có chút không yên lòng, cho nên liền quay trở về. Không nghĩ tới, quả nhiên thấy miếng bông băng dính máu thấy được từ sau khi trừ độc. Tống Thanh Xuân mất máy môi, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Em bị thương chỗ nào? Thời điểm Tống Thanh Xuân nhìn về phía thùng rác, Tô Chi Niệm liền mơ hồ hiểu rõ ý tứ của cô. Là anh bị thương, vết thương kia là vào lúc anh khống chế anh chàng chuyển phát nhanh, ngã sấp xuống buổi sáng. Lực đạo quá mạnh khiến cho chân anh chàng chuyển phát nhanh cọ sát bị thương, khiến cho chân anh cũng bị thương theo. Thật ra anh hoàn toàn không muốn cho cô biết anh bị thương, chỉ là cô xuất hiện quá đột ngột. Lúc đó anh vừa tắm rửa xong, tiêu độc vết thương trên chân, anh chỉ lo mặc quần áo, lại không để ý đến hộp thuốc trên bàn trà. Không nghĩ tới cứ như vậy, vẫn bị cô phát hiện. Từ trên những miếng bông dính máu trong thùng rác kia, có thể thấy được vết thương Tô Chi Niệm cũng không nhẹ. Tống Thanh Xuân thấy anh qua một lúc vẫn không lên tiếng, nhịn không được nên ngồi ở trước mặt anh, đưa tay ra, sờ lên người anh. Khi tay của cô đụng tới bắp chân phải của anh, Tô Chi Niệm vốn đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, thân thể đột nhiên chấn động một chút. Tống Thanh Xuân lập tức ngừng động tác, cẩn thận dè dặt, chậm rãi cuốn lấy quần tây của anh lên. Sau đó thấy trên bắp đùi của anh có một mảng da chảy lớn, có hai nơi chảy ra đến tương đối nghiêm trọng, còn đang tuôn ra những giọt máu ra ngoài. Sao lại bị thương nặng như vậy? Tống Thanh Xuân cho mày, hỏi ngược một câu, sau đó tự nhiên xoay người, động tác lưu loát lấy một cái nhíp, ngắp miếng bông, dính một ít rượu cồn, trả lên vết thương của Tô Chi Niệm. Kiên nhẫn một chút, có thể sẽ hơi đau. Nói xong, miếng bông liền chạm đến vết thương của Tô Chi Niệm. Cho dù người đàn ông này không phát ra bất kỳ động tĩnh nào, nhưng Tống Thanh Xuân vẫn thấy chân mày anh nhẹ dàng run run. Động tác tiêu độc của cô cũng bất giác thả nhẹ hơn rất nhiều. Tống Thanh Xuân liên tục đổi nhiều miếng bông mới tiêu độc xong vết thương của Tô Chi Niệm. Cô rút một cái tăm bông, nặn một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Trong miệng nhịn không được, lại hỏi một câu. Là buổi sáng đánh nhau với người chuyển phát nhanh đó, không cẩn thận bị chảy ra à? Thật ra không phải, nhưng anh không thể cho cô biết là anh bởi vì có năng lực vượt qua người thường mới có vết thương này. Cho nên Tô Chi Niệm đối mặt với câu hỏi thăm của cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng qua loa, lấy lệ. Chảy ra một mảng lớn như vậy, nhất định là rất đau. Sao anh vẫn không nói, phải xử lý vết thương sớm một chút, chẳng may rách đến vết thương phải làm sao? Tống Thanh Xuân vừa bôi thuốc, trong miệng vừa thì thầm cào nhào không ngừng. Đến cuối cùng, trong lúc lơ đãng, ngữ khí của cô mang theo trách cứ. Hơn nữa lại còn là đùi phải, lúc anh lái xe về dẫm phanh dẫm ga mà không thấy đau ư? Còn có, anh còn... Tống Thanh Xuân nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút, nói đi đường lâu như vậy giúp cô anh có cảm giác đau hay thần kinh không? Anh thật cho rằng là anh làm bằng sắt à? Hơn nữa đã bị thương còn tắm rửa làm gì? Anh, cái người này giúp cô có biết chăm sóc bản thân không? Tôi chỉ niệm nghe Tống Thanh Xuân oán trách trách cứ, không có một chút xíu không vui lòng. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghiêm túc bôi thuốc, khóe môi ngược lại hơi tăng lên từng chút. Cô đây là đang quan tâm anh, vừa rồi cô suýt nữa còn buột miệng nói ra, anh còn ôm tôi đi lên đường lâu như vậy. Một loại cảm giác thỏa mãn không nói lên lời, đến như vậy lan tràn toàn thân anh. Anh chưa bao giờ tham vọng quá xa vời là cô quá đối tốt với anh, cho nên mỗi lần chỉ cần cô đối tốt với anh một chút, anh thỏa mãn giống như có được toàn bộ thế giới. Tống Thanh Xuân bôi thuốc xong, sợ quần của tôi chi lại ma sát vết thương khó lành, so dự một chút, vẫn là lấy băng gạc, băng bó đơn giản vết thương một chút, sau đó dán thuốc băng dán cố định. Đêm nay anh đừng bỏ gỡ cái băng gạc này ra, để tránh vết thương bị ma sát lâu lành. Ngày mai, nhớ trước khi bôi thuốc, nếu như không có vẻ kết, tốt nhất là dùng băng gạc, băng bó một ngày. Thôi, ngày mai em lại bôi thuốc cho anh. À đúng, dù anh thích sạch sẽ, đêm nay trước khi ngủ, cũng đừng tắm rửa. Em nói nhiều như vậy, anh có nghe thấy... Tống Thanh Xuân thấy mình nói lâu như vậy, Tô Chi Niệm không đáp lại một câu, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía anh, sau đó phát hiện khóe môi anh mỉm cười, ánh mắt thật sâu đang nhìn mình chăm chú. Hai chữ không hả, kế tiếp của cô cứ như vậy cứng rắn biến mất ở bờ môi. Hình dạng ánh mắt anh rất xinh đẹp, con ngươi đen nháy vô cùng thâm thúy, chỗ sâu giống như là
giấy đá, nam châm hút tất cả ánh mắt của cô nhìn vào mắt anh, liền lên tinh thần. Trong chớp mắt này, phòng trở nên đặc biệt an tĩnh, không khí cũng dần dần bắt đầu ái muội theo. Tươi cười nơi khóe môi Tô Chi Niệm dần dần thu liếm, đáy mắt vốn mang ý cười, quanh quẩn những sợi tình dục. Hô hấp của anh bắt đầu trở nên hơi nặng nề, đầu không cầm lòng nổi tới gần mặt cô. Anh phun ra hơi thở, càng lúc càng nóng, vẩy ở trên mặt cô, khiến cho lông mi cô không kìm hãm nổi liền run rẩy. Cô giống như có chút khẩn trương, lạn môi nhẹ nhàng động, liền nhỏ giọng gọi tên anh. Tô Chi Niệm. Anh bị cô gọi như vậy, động tác tới gần môi cô đột nhiên dừng lại. Anh nhắm lại mắt lại, nỗ lực kiềm nén dục vọng quay cuồng trong cơ thể mình. Qua một hồi lâu mới cưỡng bức chính mình chuyển rời đầu mình ra khỏi mặt cô. Anh không phải chưa từng hôn cô, ngoại trừ hai lần anh uống say, ở dưới tình huống ý thức cô thanh tỉnh, từng cưỡng hôn cô. Những thời điểm khác, anh đều khống chế ý thức của cô, hôn cô, cho nên cô không hề biết về những nụ hôn kia. Mà vừa rồi suýt chút nữa, anh liền không khống chế được hôn cô, sau đó bại lộ tâm sự che giấu nhiều năm của mình. Cô ngồi ở trước mặt anh, hương thơm ngọt ngào của cô không ngừng chút vào trong hơi thở của anh, trêu chọc máu anh sôi trào, thúc đẩy anh rất muốn cúi đầu, hung tợn hôn cô. Anh sợ chính mình không thể khống chế nổi, chuyển rồi thân bị thương ra khỏi trước mặt cô, sau đó mang theo một vài phần hỗn loạn đứng lên, bước nhanh đi vào phòng tắm. Tống Thanh Xuân giữ nguyên vị trí tư thế vừa rồi, ngồi ở trước ghế sofa, cũng không nhúc nhích. Ý thức cả người cô còn lưu lại ở một khắc mặt Tô Chi Niệm gần sát mặt cô đó. Không biết tại sao, tới gần đó liền khiến cho tôi nghĩ tới hình ảnh hôn môi của cô và người bảo hộ cô trong bóng tối vào đêm giao thừa kia. Tuy rằng cô và Tô Chi Niệm không có hôn, nhưng khi anh tới gần cô, loại rung động mang lại cho cô và rung động người mang lại cho cô vào đêm giao thừa đó là giống nhau như đúc. Nếu như hai người, sao có thể cho cô rung động giống nhau? Càng huống chi, cô vẫn luôn đang suy đoán anh chính là người muốn cô tìm đó. Cửa phòng tắm bị Tô Chi Niệm kéo ra lần nữa. Tống Thanh Xuân nghe được âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tô Chi Niệm giống như không nghĩ tới Tống Thanh Xuân còn trong phòng ngủ, chưa rời đi, giật mình vài giây mới cất bước, chậm rãi đi về phía dưới sofa. Tống Thanh Xuân theo anh tới gần, chậm rãi đứng từ từ ở trên mặt đất, tầm mắt của cô vẫn luôn dính ở trên mặt anh, thẳng đến khi tư thế tao nhã của anh ngồi trên ghế sofa, cô mới mở miệng. Tô Chi Niệm, anh có từng được người âm thầm chú ý không? Tô Chi Niệm giống như không rõ ý tứ câu hỏi này của cô, ánh mắt nhìn cô mang theo vài phần cổ cái. Sao vậy? Anh có không? Tống Thanh Xuân thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, tiếp tục truy hỏi. Anh rất không thích loại vấn đề bát quái này, nhưng anh nhìn ra nếu như cô không lấy được đáp án sẽ không bỏ qua. Anh trầm mặc một lúc đáp lời. Không có. Em có. Gần như trong khoảnh khắc anh nói xong kia, cô liền mở miệng, không có dừng lại một chút nào, liền mọc 10 con số, là số điện thoại của tin nhắn đó. Sau khi đọc xong, tầm mắt của cô liền khóa chặt Tô Chi Niệm không rời, tìm ý đồ và tìm ra vớ vết gì đó ở trên người anh. Nhưng 10 con số kia rơi vào trong tay Tô Chi Niệm liền giống như lần đầu tiên nghe thấy. Vẻ mặt của anh không kỳ quái khác thường nào, thậm chí còn có chút không hiểu nhìn cô, khuôn mặt mờ mịt hừ một tiếng, hỏi ngược lại. Có ý gì? Có ý gì? Anh là thật không biết 11 con số kia có ý nghĩa gì hay giả bộ không biết. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, đánh giá một lúc mới lại tiếp tục mở miệng. Đây là dãy số điện thoại, chính là chủ nhân của số điện thoại này âm thầm chú ý em. Hơn nữa từ 5 năm trước, liền bắt đầu âm thầm chú ý đến em. Lần này cô không có cho anh biết bất kỳ cơ hội phản ứng nào, gần như là một tiếng chống tăng thi thế dùng hồn, một hơi nói ra toàn bộ lời nói của mình. Bắt đầu từ 5 năm trước, mỗi lần vào lúc em bó tay hết cách nhất, cái số này sẽ luôn gửi cho em một dòng tin nhắn, sau đó giúp em vượt qua cửa ải khó khăn. Mỗi lần vào lúc em cô đơn, khổ sở nhất, anh ấy sẽ gửi tới cho em một câu chúc phúc. Tuy rằng ngôn từ rất ngắn gọn, nhưng lại luôn thể hiện, khiến cho tâm tình em trở nên tốt hơn. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước, em từng nói với anh, khoảng thời gian gần đây vẫn luôn có người có ý đồ lấy tính mạng của em. Nhưng mỗi lần người khác, vào thời khắc quan trọng nhất, em vẫn luôn tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau đó vào đêm giao thừa, em mới xác định là có người vẫn luôn âm thầm yên lặng bảo vệ em. Cho nên, em nghĩ, người có thể trợ giúp em ở thời khắc nguy hiểm nhất, khẳng định chính là người luôn vào thời khắc chú ý đến em, mà chỉ có người vào thời khắc chú ý đến em mới có thể dùng tin nhắn giúp em giải quyết phiền toái. Cho nên, người gửi tin nhắn đó cho em, nhất định chính là người luôn bảo vệ em. Trên mặt Tống Thanh Xuân xoẹt qua một chút chắc chắn, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, hơi mấp máy môi, lại mở miệng nói. Người âm thầm bảo vệ em đó, có thể theo dõi em 5 năm, nói rõ đối với anh, đây thật sự rất quan trọng, cho nên hiện tại nguy hiểm của em chưa được loại bỏ, anh ấy khẳng định sẽ càng chú ý đến em, đúng không? Tống Thanh Xuân nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp.
Cho nên buổi sáng nay khi em gặp phải nguy hiểm ở công ty, người đó tuyệt đối sẽ lao tới bảo vệ em đầu tiên, đúng không? Tôi chỉ niệm không có đụng chạm tay chân với Tống Thanh Xuân, anh không đọc được ý nghĩ trong đáy lòng cô, nhưng anh từ trong việc cô hùng hổ hỏi người, mơ hồ biết được sau đó cô muốn nói hỏi cái gì. À, người xuất hiện vào hôm nay là anh. Tống Thanh Xuân nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt Tôn Chi Niệm rất bình tĩnh, không có biểu lộ ra một chút kích động và khẩn trương, nhưng tâm căng thẳng, quả nhiên, giống như anh dự đoán. Nội tâm an tĩnh có chút kỳ lạ, qua thật lâu, Tống Thanh Xuân mới gằn từng chữ tiếp tục mở miệng. Người đó, có phải là anh không? Từ 5 năm trước, đến bắt đầu luôn gửi tin nhắn cho em, là anh đúng không? Những năm này, vào lúc em khóc giống, người lau nước mắt cho em là anh đúng không? Còn có... Rõ ràng cô đang chất vấn anh, nhưng cô lại không biết vì sao trong giây phút này cô lại trở nên khẩn trương như thế. Tay cô nắm chặt thành quyền, nhìn thẳng sắc mặt bất động dung nhan tinh xảo đang ngồi trên ghế sofa. Ngừng vài giây, lại mở miệng tiếp tục truy hỏi. Người âm thầm bảo vệ em thời thời khắc khắc, đúng là anh phải không? Và vấn đề Tống Thanh Xuân ném ra rất dứt khoát và lưu loát, quả thực là một trận thấy máu, trực tiếp đâm thẳng đến mạch máu. Nhưng mà kịch liệt của cô liền giống như quả đấm nặng nề, đánh vào bên mông phải, không có lấy được bất kỳ sơ hở nào trên người anh. Anh một thân tĩnh đạm ngồi đó, quanh thân phát ra hơi thở bình tĩnh và lãnh đạm trước sau như một. Sau khi tiếng nói của cô rơi xuống, anh rũ lông mi trầm mặc 2 giây, sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt đối diện ánh mắt của cô. Bình tĩnh, thâm trầm, anh mở miệng, giọng nói dễ nghe khiến người ta động lòng. Không phải. Trên mặt Tống Thanh Xuân rõ ràng mang theo nghi ngờ chất vấn. Nhưng mà em cảm thấy người đó chính là anh. Cảm thấy? Tôi chỉ niệm giống như là một đứa trẻ đang học ngữ văn, tìm tòi trong lời nói, lấy ra 2 chữ buồn cười nhất trong câu nói kia của cô. Cho dù anh chỉ là nhẹ giọng hỏi lại, nhưng Tống Thanh Xuân vẫn biết ý tứ của anh. Đây chẳng qua là cô cảm thấy. Miệng Tống Thanh Xuân hơi mở ra, nhưng không có phát ra âm thanh. Đó chỉ là ảo giác của em. Ánh mắt tôi chỉ niệm dừng trên mặt cô một lát, liền không một chút lưu luyến chuyển đi. Sau đó nhìn thẳng ánh mặt trời rạng rỡ bên ngoài cửa sổ, động môi lại phun ra mấy chữ. Người mà em nói không phải là tôi. Trong khoảnh khắc tiếng nói của anh rơi xuống, đôi mắt hơi híp lại, đáy mắt có một loại cảm xúc giống như đau đớn chợt lóe lên, lại biến mất không còn bóng dáng chỉ trong khoảnh khắc. Ánh mặt trời thường trên đường nét quanh thân tôi chi niệm phát họa ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt nhu hòa. Tống Thanh Xuân nhìn đến thần sắc lóe lên, cô không thấy rõ mặt, nhưng từ trên thân của anh cô vẫn nhìn thẳng thắn và thành khẩn. Anh không giống như đang nói dối, càng không giống như đang cho cô đáp án mà cô muốn lâu nay. Thật anh không có bị chuyện sao? Nhưng là nếu như người đó không phải là anh, vậy thì là ai? Cô nghĩ tới nghĩ lui lâu như vậy, anh là một người phù hợp nhất. Thậm chí vào lúc cô mở miệng truy hỏi anh, trong phút chốc, đáy lòng cô có vạn phần chắc chắn, người đó chính là anh. Tống Thanh Xuân không biết có phải mình bởi vì thật vất vả tìm được người mình muốn luôn muốn tìm, đáy lòng dâng lên một hy vọng và vui sướng vô hạn. Kết quả lại bị mấy chữ đơn giản vô tình dội tắt lên, cảm thấy khổ sở hơi lộn xộn. Cảm giác anh cho em và cảm giác chủ nhân của tin nhắn nói cho em rất giống nhau. Mỗi lần em khóc đều sẽ xuất hiện tình huống vụn vặt. Chờ em lấy lại tinh thần, nước mắt của em đã được người lau khô. Một đêm chúng ta ở ngoại ô phía Bắc thành phố, lúc em khóc, anh từng nói dỗ em. Cảm giác đó và cảm giác vụn vặt sau khi em tỉnh lại gần như là giống nhau như đúc. Còn có, đêm giao thừa, lần đó em rơi xuống nước, người cứu em đã từng hôn em. Lúc ấy, anh mới tới gần em, loại tình huống kia thật sự rất giống với ngày đó. Thanh Xuân. Tôi chỉ niệm muốn an tĩnh nghe cô nói, đột nhiên mở miệng, gọi tên cô, cắt đứt lời nói của cô. Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tạm dừng vài giây mới đưa tầm mắt chuyển lên mặt cô lần nữa. Một đêm ngủ ở ngoại đô phía Bắc, cũng là lúc tôi dỗ em khóc, tôi cũng từng nói cho em nghe một chuyện. Anh giống như đang do dự cái gì, chậm chạp không mở miệng. Toàn bộ phòng ngủ yên tĩnh đến dọa người, ngay cả âm thanh đồng hồ báo thức trên vách tường phát ra cũng lộ ra chó tai đặc biệt rõ ràng. Không biết qua bao lâu, tôi chỉ niệm hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, lại giống như hạ quyết tâm, nói ra lời nói kế tiếp của mình. Em đừng quên, tôi có người ở trong lòng. Người trong lòng? Tống Thanh Xuân hoàn toàn ngây người, tôi chỉ niệm nói tiếp. Mà từ trong lời nói vừa rồi của em, có thể nghe ra người mà em muốn tìm, coi em là chân bảo, tình thâm với em không lâu. Mà người tôi yêu không phải là em, cho nên sao tôi có thể là người mà em muốn tìm được? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của tôi chi niệm đều mang theo chút đùa cợt. Anh chưa từng nghĩ đến có một ngày anh lại lấy chính cô đi bác bỏ cô.
Theo lời nói của anh, Tống Thanh Xuân chậm rãi lấy lại tinh thần. Đúng vậy, sao cô quên, trong lòng anh yêu sâu đậm một người, người đó tên là Đình Đình. Cô ấy là người quan trọng nhất trong thế giới này của anh không thể yêu cô, lại không thể không yêu cô. Anh vì cô ấy không ngại cô độc, không có được cô ấy, anh tình nguyện cô độc. Anh còn vì cô ấy viết xuống một câu nói rất hay, tam sinh, hữu hạnh gặp gỡ em, lúc còn sống được cưới em. Anh nói không sai, người bảo vệ cô khẳng định là người yêu cô sâu đậm, mà người yêu anh yêu sâu đậm không phải là cô, chỉ một điểm này liền có thể loại trừ anh. Nhưng cho dù như thế, Tống Thanh Xuân vẫn có một chút không cách gì thuyết phục bác bỏ trực giác của mình. Cô không cam tâm tiếp tục hỏi. Nhưng mà có rất nhiều khi anh cũng rất chăm sóc em. Mắc nợ. Tôi Chi Niệm không đợi cô nói xong liền trả lời ra miệng, ngữ khí rất ngắn ngủn, chỉ hai chữ mắc nợ. Tống Thanh Xuân lặp lại một lần, chỉ là không khẳng định mà là nghi vấn. Mắc nợ. Bộ dáng của Tô Chi Niệm lãnh đạm lặp lại lời nói theo cô một lần nữa, khẳng định với cô. Sau đó ngữ điệu nói chuyện tiếp theo của anh là ôn hòa mà cô ít khi nghe thấy, nhưng những từng câu từng chữ lại rất tổn thương người. Dù sao tôi đã từng cưỡng ép em, làm bẩn em ở dưới tình huống say rượu, mà em vẫn là lần đầu tiên, ít nhiều gì đáy lòng cũng có chút áy náy. Những ác mộng rất lâu không nghĩ đến kia bị nhắc lại từ trong miệng của anh, sắc mặt Tống Thanh Xuân dần dần trở nên tái nhợt. Tô Chi Niệm dừng một chút, mở to mắt, không nhìn dung nhan tổn thương của cô, khóe môi anh mím ra một chút lạnh nhạt, toàn bộ thân thể phát ra lạnh lẽo. Và lại, hiện tại em cũng rất đáng thương, tôi chăm sóc em như vậy, chẳng qua cũng chỉ để mình an lòng. Anh và cô không phải người yêu, anh đối vuốt với cô, mặc kệ xuất phát từ lý do gì, cô vốn là không nên để ý nhiều. Dù sao anh không phải là anh dĩ nam cô từng mê muội, nhưng Tống Thanh Xuân không biết rốt cuộc mình bị làm sao, lúc nghe được câu nói này của anh, trái tim giống như bị người đâm một dao, hô hấp khó khăn, đôi môi run rẩy, ngay cả đáy mắt cũng ửng đỏ lên. Chương 311, không cần anh mắc nợ. Vào lúc Tần Dĩ Nam cho cô tuyệt vọng và tối tăm nhất, là anh xuất hiện cho cô nhìn thấy hy vọng, cảm thấy ấm áp. Mấy ngày nay anh và cô chung sống hòa hợp như vậy, bất chi bất giác cô đã cho rằng anh đã tồn tại quan trọng và sinh mệnh. Thậm chí gần đây cô luôn cảm thấy anh đối xử với cô không hề tệ hơn anh Tần Dĩ Nam đối xử với cô. Nhưng mà cô không nghĩ tới anh đối tốt với cô lại chỉ là vì bù đắp những cảm động anh đã từng cho cô, khiến cho cô rất ấm áp kia lúc này lại khiến cô rét lạnh. Cô không hề biết hóa ra địa ngục và thiên đường chỉ cách một đường danh. Khí ấm ở trong lòng thoát ra từ đầu giữa điều hòa, không tiếng động thổi rơi trên người cô, nhưng lại không khí tẻ làm tay chân cô ấm lên. Ngược lại, nó khiến cô cảm thấy rõ ràng chỗ sâu trong cốt tủy đang nảy sinh ớn lạnh. Cô nghĩ cô nên hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ anh chính là người cô muốn tìm, nhưng mà trước khi cô xóa bỏ vẫn là vùng vẫy dẫy chết một lần. Cô nhìn anh các sương mù bốc lên nơi đáy mắt, giọng nói rất nhẹ nhàng mở miệng. Vậy vì sao hôm nay anh lại xuất hiện đúng lúc ở trong công ty của em như vậy? Anh không thích nhất chính là cô khóc. Anh từng nhiều lần lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt khi cô khóc giống, lau nước mắt cho cô. Nhưng hiện tại, anh lại làm cho cô khóc. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt đen nháy của cô, sương mù có thể hóa thành nước mắt lung lay sắp đổ xuống bất kỳ lúc nào, vẻ mặt lạnh buốt không có bất kỳ hòa hoãn nào. Tôi tìm Tôn Dương. Tôn Dương là chủ tịch đài truyền hình trung ương, người lãnh đạo trực tiếp của Tống Thanh Xuân. Tôi đi ra khỏi thang máy, đúng lúc thấy một màn kia, thẳng thắn mà nói, lúc đó tôi cũng cảm thấy không rõ người, liền xông tới, là sau đó tôi mới biết người gặp nguy hiểm là em. Tô Chi Niệm không phải không nghĩ tới có một ngày những chuyện mình làm với cô sẽ bị cô phát hiện. Anh cũng không nghĩ tới nếu như thật có một ngày này, rốt cuộc anh nên lấp liếm cho qua như thế nào. Nhưng anh không nghĩ tới một ngày này thật sự đến, anh lại biểu hiện xuất sắc hơn dự đoán của mình rất nhiều. Hóa ra anh xông lên cứu người đều không phải bởi vì cô, mà vì trượng nghĩa. Cô không phải là người cuốn quýt chặt lấy, cô từng điên cuồng thích Tần Dĩ Nam, nhưng cô lại chưa từng cản quấy. Nhưng hôm nay cô lại không chết tâm cuốn quýt truy hỏi anh rất lâu. Cô biết cô nên giữ lại cho mình chút tôn nghiêm. Một vừa hai phải. Tống Thanh Xuân cố nén đau nhức đời náy mắt, quật cường không cho nước mắt chảy xuống. Cô muốn cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng một chút, nhưng không nghĩ tới vấn đề cố hết sức như vậy. Thật xin lỗi, có thể là em suy nghĩ quá nhiều. Ngay cả Tô Chi Niệm đều cảm thấy có phải mình đau lòng quá lợi hại, khiến cho nhập vai quá sâu. Thế nhưng khi nghe được câu nói này của cô, giả bộ ra một bộ dáng rộng lượng, trả lời một câu theo lẽ thường. Không việc gì. Sau đó thuận thế an ủi cô nói. Hy vọng em sớm tìm được người em muốn tìm. Hiện tại thật ra trong lòng Tống Thanh Xuân không tiêu sái chút nào, nhưng cô vẫn làm ra vẻ rất tiêu sái, khó khăn nặn ra một nụ cười tươi tắn với anh, nói một câu cảm ơn.
Cô gần như không có bất kỳ gián đoạn nào nói tiếp. Nếu như không có việc gì, em trở về phòng của em trước. Cô biết, cô cười khẳng định còn khó coi hơn khóc, nhưng cô lại liều mạng khiến cho khóe môi mình duy trì cong lên, thẳng đến khi thấy anh im lặng gật đầu, sau đó xoay người, nước mắt mới hung hăng rơi xuống. Tống Thanh Xuân không rõ rốt cuộc mình đang khổ sở chuyện gì, không phải là cô cảm thấy Tô Chi Niệm có chút giống người như mình muốn tìm, mở miệng hỏi anh lại bị bác bỏ thôi ư? Không phải anh đã nói anh đối tốt với cô là bởi vì mắc nợ cô thôi sao, đến mức cô phải khóc ư? Nhưng cô chính là cảm thấy rất đau lòng. Cô trở lại phòng của mình, lấy áo sơ mi và tờ chi phiếu, vượt tốc độ ở trên đường, càng thêm đau lòng. Cô ghé sát vào trên giường, chôn đầu mình vào trong chăn mềm mại, cũng không nhịn được nữa mà nhỏ giọng khóc hu hu lên. Tô Chi Niệm giữ nguyên tư thế khi Tống Thanh Tuân rời đi, dựa vào trên ghế sofa, tầm mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm tivi trên vách tường. Qua một lúc lâu, cũng không có chút phản ứng nào. Bên tai anh ngập tràn những tiếng nghẹn ngào của cô. Chẳng biết từ lúc nào, anh tay nắm gối lên, lực đạo rất lớn, khớp xương và gân xanh trên mu bàn tay đều lộ ra. Cô bắt đầu chú ý người bảo vệ cô, không phải là đại biểu tâm cô bắt đầu nghiêng về phía bên người kia. Nhưng cô lại không biết, người bảo vệ cô là người cô không nên chú ý nhất trên thế gian này. Anh đã sai từng bước, ngã sâu vào vực sâu vạn trượng, cũng không còn cơ hội cứu về nữa. Nhưng cô không giống, cô chỉ vừa mới bắt đầu, cô vẫn còn cơ hội vãn hồi, cô không cần thiết cũng như anh, bước chân vào một con đường tối đen, không lối về như vậy. Không ai biết, lúc anh nhìn, như bình tĩnh phun ra những câu lạnh lùng kia, máu trong đáy lòng anh đã chảy thành sông như thế nào. Anh rõ ràng là tràn đầy thâm tình với cô, nhưng lại muốn biểu hiện ra một thân bạc tình. Cô là người mà anh không bỏ được trên thế giới này nhất, nhưng lại phải cho cô tàn nhẫn và tổn thương nhất. Nhưng cô có biết không, anh cho cô những tổn thương kia mới là bảo vệ tốt nhất cho anh với cô. Tiếng khóc ở gian phòng sát vách còn chưa ngừng lại, theo tiếng nức nở của cô, trái tim của anh đau đớn co rút lại theo. Bên tai anh vang lên những tiếng chất vấn hùng hổ dọa người kia của cô. Người từ 5 năm trước nên bắt đầu gửi tin nhắn cho em là anh đúng không? Đúng. Những năm này ở lúc em khóc giống, người lau nước mắt cho em là anh đúng không? Đúng. Người âm thầm bảo vệ em vào thời khắc khắc cũng là anh đúng không? Đúng. Là anh, nhưng anh lại không thể cho cô biết là anh. Tống Thanh Khuân không biết rốt cuộc mình đã khóc bao lâu, khóc đến nỗi cuối cùng cổ họng đều khàn, khí lực toàn thân giống như theo nước mắt chảy khô. Cô không hề muốn nhúc nhích, ghé vào trên giường, thẳng đến khi màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, chuông báo thức nhắc nhở cô nên trở về biệt thự Tô Chi Niệm vang lên, cô mới chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Cô cầm áo sơ mi và phiếu thu phí tường trên đường, đi vào phòng tắm, ném vào trong thùng rác. Sau đó đứng ở trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm mắt khóc sưng đỏ của mình một lát, sau đó liền mở vòi nước ra rửa sạch sẽ nước mắt khô khốc ở trên mặt. Lúc đó cô bôi kem dưỡng da, ánh mắt xuyên qua gương liếc qua một góc áo sơ mi lộ ra trong thùng rác sau lưng, động tác dừng một chút, sau đó liền dùng sức đẩy mình kem dưỡng da lên kệ thủy tinh, xoay người đi ra ngoài cửa phòng tắm. Chưa đi được hai bước, cô liền lùi lại trở về, lấy áo sơ mi và phiếu thu trong thùng rác lên cuộn lại, lần nữa nhét vào về phía dưới giường. Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm rơi vào chiến tranh lạnh. Đoán chừng Tống Thanh Xuân là bị nguy hiểm liên tục dọa sợ, cả ngày ngốc ở trong biệt thự không ra khỏi cửa. Tô Chi Niệm cũng không đi công ty, đại đa số ban ngày đều ở trong thư phòng bận làm việc. Hai người cùng dưới một mái hiên, trừ bỏ một ngày ba bữa, những lúc khác lại chưa từng chạm mặt nhau. Tô Chi Niệm biết Tống Thanh Xuân đây là cố ý trốn tránh mình. Anh cũng nhìn ra được mấy ngày nay cô rõ ràng đã an tĩnh rất nhiều, trạng thái có chút giống như lúc vừa mới vào ở trong biệt thự của anh, trừ bỏ gọi anh ăn cơm, những thời điểm khác rất ít giao lưu với anh. Anh dựa vào tính lực tốt của mình, biết cô cả ngày đều vui ở trong phòng của mình, không phải chơi game, nghe nhạc, chính là xem tiểu thuyết, ngủ một chút. Cuộc sống như thế đảo mắt liền qua 5 ngày. Đến ngày 28 tháng 2, thứ hai đếm ngược từ tháng này, có thể là gần đây nhận được quá nhiều kinh hãi, kỳ sinh lý của Tống Thanh Xuân có chút rỗn loạn, nguyệt sự vốn vào đúng giữa tháng lại có thể chậm đến 25, bụng mới mơ hồ bắt đầu có chút đau. Đến ngày 28, buổi sáng, Tống Thanh Xuân tỉnh lại, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ăn xong cơm trưa, liền oải oải mệt mỏi vùi lên giường, muốn nghỉ trưa một lát. Nhưng còn chưa có ngủ, bụng liền đau giống như đau vặn lên. Đau bụng kinh, cố lúc thực muốn mà lấy mạng người. Tống Thanh Xuân nắm lấy chăn mềm, yên lặng không một tiếng động, cố nén một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được, phát ra mấy tiếng kêu rên. Chờ sau khi đau đớn qua đi, cả người cô giống như mệt lả, trên trán phủ kín một tầng mồ hôi lạnh. Cô ở trên giường điều chỉnh lại hô hấp một lúc, sau đó xuống giường, chuẩn bị đi xuống lầu, rót cho mình một ly nước nóng. Không nghĩ tới mở cửa, lại có thể nhìn thấy Tô Chi Niệm đứng ở ngoài cửa.
Trong tay anh bưng một ly sứ, giống như là muốn xuống lầu rót cà phê. Sau khi chuyện ngày đó qua đi, hai người cũng không hề đề cập lại, mà ngày đó cô còn ở tiêu sái nói lời xin lỗi với anh. Nhưng thật ra trong đáy lòng cô đều không tiêu sái chút nào. Ngược lại, những câu này đó nói với anh giống như là một con dao sắc bén hung hăng ghim ở trong lòng của cô. Mấy ngày nay, mỗi khi cô nghĩ đến, tâm tình liền trở nên suy sụp. Tống Thanh Xuân không phải đặc biệt muốn cùng xuống lầu với tôi tri niệm, cho nên lúc cô thấy anh sững sờ một lát, sau đó liền giả bộ giếng lấy đồ chuẩn bị lùi về trong phòng, chờ anh rót cà phê lên lầu xong cô sẽ xuống sau. Chỉ là Tống Thanh Xuân còn chưa kịp xoay người, tôi tri niệm đột nhiên dừng chân lại, nhìn chăm chăm cái trán trơn bóng và mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt của cô, sau đó bỗng dưng mở miệng hỏi: "Sao vậy, không thoải mái à?" "Không." Tống Thanh Xuân nghĩ cô không nghĩ liền đáp lại ngay. Lúc tôi chỉ lại mở trong thư phòng, từ trong tiếng lẩm bẩm chửi bới vì đau đớn của Tống Thanh Xuân, liền biết cô bị đau bụng kinh. Sở dĩ anh đi ra là bởi vì cô rất lâu đều không có dấu hiệu an tĩnh lại, mà anh lại nhìn thấy sắc mặt của cô khó coi như vậy, quả thực có chút không yên tâm mới mở miệng hỏi. Thật ra khi nghĩ chờ sau khi cô đáp lại sẽ nói một câu với cô, nếu như thật đang khó chịu có thể gọi bác sĩ hạ tới khám một chút, nhưng mà ai biết cô cũng chỉ hờ hững cho anh một chữ không, khiến cho lời kế tiếp của anh hoàn toàn không thể nào nói ra. Tôi chỉ niệm nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, mấp máy môi giống như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không hề nói gì, chỉ là khẽ gật đầu với cô, liền xoay người đi xuống lầu. Dưới lầu, khi tôi chỉ niệm pha cà phê cho mình, nghĩ đến một chút nên pha cho Tống Thanh Xuân ly nước đường đỏ, nhưng lấy cái ly, cuối cùng vẫn đặt lại trở về. Thôi, vẫn là ít đối tốt với cô quang minh chính đại đi. Tôi chỉ niệm trở lại thư phòng, thật lâu sau cũng không thể tĩnh tâm làm việc. Cuối cùng, dứt khoát liền đóng máy vi tính, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ sững sờ rất lâu, sau đó lấy điện thoại di động ra, đặt phần đồ ăn bên ngoài đưa vào lúc 6 giờ rưỡi tối. Lúc trước trên cơ bản 6 giờ thì Tống Thanh Xuân sẽ liền xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Hôm nay thân thể của cô không thoải mái, luôn dựa vào trên giường đến lúc 6 giờ rưỡi mới rời giường xuống lầu. Vừa đi đến cửa phòng bếp, chuông cửa lại vang lên. Tống Thanh Xuân ngừng bước chân một chút, xoay người đi đến trước cửa, xuyên qua mắt mèo, thế là người đưa chuyển phát nhanh. Tống Thanh Xuân vẫn bảo người để đồ vật ở cửa như cũ, chờ đến khi sau khi người đó rời đi mới mở cửa xách đồ lên. Là đồ ăn mua bên ngoài, hơn nữa còn là nhà hàng Kim Lăng. Phía trên có dán một tờ giấy, in tên thức ăn, đều là món cô thích ăn. Trong nhà chỉ có cô và tôi tri niệm, cô không gọi đồ ăn mua bên ngoài, chỉ có thể là anh gọi. Ngay từ đầu cơm chiều đều là do cô chuẩn bị, hôm nay anh nghĩ như thế nào lại gọi đồ ăn mua bên ngoài? Là bởi vì buổi chiều anh thấy cô không thoải mái ư? Nếu đổi lại là trước đây, đáy lòng Tống Thanh Xuân nhất định sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy có chút mất mát nói không ra lời. Đi vào phòng ăn, Tống Thanh Xuân lần lượt để ăn đồ ăn mua bên ngoài vào trong đĩa, mới đi lên lầu gọi Tô Chi Niệm ăn cơm chiều. Cửa thư phòng không khóa, cô đứng ở cửa. Cũng như thường ngày, chuẩn bị gõ cửa nói một câu Tô Thiên Sinh, ăn cơm chiều, liền xoay người đi xuống lầu. Nhưng tay vừa lưng lên, còn chưa chạm đến cửa, nên nghe được giọng nói lạnh lùng trước sau như một của Tô Chi Niệm, chuyển ra từ bên trong. Ngày mai sợ rằng không được. Tôi biết dự án hợp tác SA kia, chúng ta theo hơn nửa năm, hiện tại cuối cùng bên bọn họ cũng có ý hợp tác, rất không dễ dàng, nhưng ngày mai tôi thật sự có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể tới công ty. Thôi, không thể được thì không thể được, sau này hãy nói chuyện xong, nếu như không có chuyện gì, tôi cúp máy trước đây. Tôi chỉ niệm vừa cúp điện thoại di động, điện thoại phẳng tăng trong thư phòng lại vang lên, anh rất nhanh, liền nhận nghe, cũng không biết rốt cuộc người bên trong kia nói cái gì, ngữ khí của anh có chút ác liệt trả lời một câu. Không phải tôi đã nói, hội nghị ngày mai không mở được rồi ư, trì hoãn đến ngày sau này rồi anh nói. Tôi không đi công ty, những chuyện này các người xử lý không được sao? Tôi tốn nhiều tiền như vậy mời mỗi người tới công ty để trang trí thôi ư. Sau đó tôi chỉ niệm liền nghe thấy thanh âm ống nghe điện thoại bàn hung hăng ấn xuống. Giống như trong thư phòng đều cũng yên tĩnh, Tống Thanh Xuân đứng ở cửa một lúc lâu, mới giơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào. Tống Thanh Xuân để cửa ra, theo thói quen nhìn thoáng qua trước bàn sách. Tôi chỉ niệm không ở đó, tầm mắt của cô chuyển một chút, thấy anh vẫn không nhúc nhích đứng ở trước ưa cổ sát đất, nhìn bầu trời đêm tối đen bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tống Thanh Xuân đi không vào trong, nhẹ nhàng nói một câu. Đồ ăn mua bên ngoài đã đến. Tôi chỉ niệm không quay đầu, cũng không đáp lại. Thời điểm Tống Thanh Xuân đang chuẩn bị xoay người rời đi, điện thoại di động của tôi chỉ niệm lại vang lên. Anh giơ tay lên, nhìn thoáng qua cuộc gọi trên màn hình điện thoại di động, chần chừ một lúc lâu mới nhận nghe. Sau đó một cái tên cô quen thuộc, Đường Nặc.
Bởi vì một khoảng cách, điện thoại di động của Tô Chi Niệm cũng không để lo ngoài, Tống Thanh Xuân không biết rốt cuộc Đường Lạc trong điện thoại đang nói gì. Qua khoảng hơn một phút, Tô Chi Niệm nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó liền ư một tiếng với ống nghe điện thoại. Lại một lát sau, anh lần nữa mở miệng nói: "Khoảng thời gian gần đây, tôi thật không thể phân thân. Tôi đã muốn hợp tác với SA, đúng là một mộng tưởng nhiều năm qua của tôi. Nhưng anh cũng biết, có vài thời điểm, mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng, giữ chút tiếp nối cũng không tệ." Khổ sở, tiếng nói của Tô Chi Niệm lãnh đạm, mang theo chút khàn khàn. Lúc nhẹ lẩm bẩm hai chữ này, ngữ điệu suy sụp làm người ta thương tiếc. Anh đưa lưng về với cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô lại có thể cảm giác được toàn thân anh xuyên thấu một tầng cảm giác bất đắc dĩ lồng đậm. Trước đây cũng không phải chưa từng có khó chịu hơn. Cho dù mấy ngày trước đây, anh mới khiến cho cô khổ sở như vậy, nhưng lúc cô nghe được câu này, ngực vẫn đột nhiên đau đớn kịch liệt. Một buổi tối, chuông điện thoại di động của Tô Chi Niệm gần như chưa hề cắt đứt qua. Trong miệng của anh thường xuyên xuất hiện hai chữ SA và không đi công ty này. Về SA, Tống Thanh Xuân biết, xí nghiệp lớn xuyên quốc gia nổi danh toàn cầu. Từ những cuộc điện thoại Tô Chi Niệm đã nhận kia, Tống Thanh Xuân cũng có thể phân tích ra được. SA là công ty Tô Chi Niệm rất muốn hợp tác vào những năm gần đây, bọn họ nỗ lực bàn bạc với công ty SA hơn nửa năm. Cuối cùng, SA đã độc tác hầm đí, phái người phụ trách từ Bắc Kinh, muốn đi tham quan công ty của anh và nói chuyện. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất này, Tô Chi Niệm lại rơi xích tói, không có thời gian đi công ty tiếp đón. Mà những điện thoại anh gọi tới đều đang cố gắng khuyên anh có thể thay đổi chú ý. Chẳng qua là cho đến khi cơm nước xong, Tống Thanh Xuân cũng không nghe được ý thỏa hiệp muốn đi công ty từ trong miệng của Tô Chi Niệm. Cô xin phép nghỉ ở nhà mấy ngày nay, mỗi ngày Tô Chi Niệm đều ở nhà. Tống Thanh Xuân ít nhiều cũng rõ ràng sở dĩ anh không đi công ty là có thể xảy ra một mình cô ở trong nhà xuất hiện nguy hiểm gì đó. Anh gánh vác hai công ty, bát cơm của hơn ngàn người, lại vì cô không bước vào công ty nửa bước cả một tuần lễ, thậm chí bây giờ vì cô còn muốn vứt bỏ hợp tác, thật vất vả mới đàm phán được với SA. Lúc chạng vạng thấy anh nhặt đồ ăn với bên ngoài, mất mát dâng lên trong đáy lòng kia một lần nữa, tràn ngập ở trong lòng. Anh đối với cô tốt hơn nữa sẽ có ích lợi gì, chẳng qua là bù đắp sau khi mắc nợ mà thôi. Nếu như không phải lúc trước anh say rượu ngủ cường với cô, sợ nhà những đối xử này sẽ hoàn toàn không có phần của cô đi. Rõ ràng những câu nói của anh nói vào ngày đó đã tàn nhẫn tổn thương thấu lòng tự tôn của cô, cũng tổn thương thấu tâm cô. Nếu như là một tháng trước đây, anh thích làm như thế nào thì làm như thế đó, cho dù giày vò đóng cửa tất cả các công ty, cô cũng chỉ mừng thầm trong lòng, mắng anh đáng đời. Nhưng hiện tại cô không có cốt khí phát hiện, cho dù anh chủ đang bù đắp, cô cũng có chút không nhẫn tâm nhìn anh buông tha nhiều thứ như vậy. Đáy lòng Tống Thanh Xuân dễ dụa rất lâu, vào lúc Tô Chi Niệm buông đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy, rời phòng ăn, cuối cùng vẫn không nhịn được thốt ra gọi anh: "Tô Chi Niệm." Tô Chi Niệm có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía cô, đáy mắt tâm trí nhiễm lên kinh hỉ nhàn nhạt, anh trễ nở nhịp, mới đáp: "Sao vậy?" Tống Thanh Xuân dùng sức vân về cái đũa trong lòng bàn tay, nhìn về phía dưới, tránh né tầm mắt của Tô Chi Niệm. Lời cô muốn nói còn chưa có nói ra, đáy mắt lại có gai đau trước, cổ họng cũng trở nên hơi nghẹn, cô hít sâu một hơi nói: "Tô Chi Niệm, tôi không cần anh mắc nợ." Vui sướng nơi đáy mắt của Tô Chi Niệm dần dần bắt đầu tan rã, anh bình tĩnh nhìn cô chăm chú, không có lên tiếng. "Tô Chi Niệm." Cô lại hô một tiếng tên anh, sau đó khóe môi kéo ra một chút tươi cười, giống như đang tự giễu. Qua khoảng mười mấy giây đồng hồ mới rũ mắt xuống, cô không tiếng động lại dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực nuốt khó chịu cổ họng về trong bụng, sau đó tận lực làm cho ngữ khí của mình lộ ra một chút dịu dàng, mở miệng: "Nếu như anh bởi vì lúc trước ngủ với tôi, cảm thấy mắc nợ tôi, mới buông tha hợp tác công ty thật vất vả đàm phán được, ở trong nhà với tôi muốn nói lại với anh, thật không cần phải như thế." Tôi chỉ niệm ngồi thẳng dậy, đối diện Tống Thanh Xuân, tầm mắt vẫn không nháy nhìn vào mắt cô. Chỉ là trên gương mặt tuấn nhã của anh, dưới ánh đèn rực rỡ của phòng ăn chiếu xuống, vẻ mặt có vẻ hơi mơ hồ. Tống Thanh Xuân chịu được ánh mắt có chút chua xót, cô cúi đầu lại nhẹ giọng mở miệng: "Ngày mai anh đi công ty, bận chuyện của anh đi, đúng lúc ngày mai tôi muốn ra ngoài một chuyến." Giọng nói của Tống Thanh Xuân đột nhiên nghẹn ngào một chút, cô đạm dừng một hồi lâu mới nói tiếp: "Mặc kệ thế nào đều rất xin lỗi, gần đây gây cho anh không ít phiền toái." Nói xong, Tống Thanh Xuân không có dừng lại chút nào, nên đá ghế dựa phía sau ra, đứng dậy, thu dọn lung tung đĩa trên bàn ăn một chút, bưng vào trong bếp. Tống Thanh Xuân rửa đĩa xong, đi ra từ trong bếp, Tô Chi Niệm đã không còn ở phòng ăn. Cô nhìn chằm chằm cái ghế tựa Tô Chi Niệm vừa mới ngồi qua, ánh mắt có vẻ hơi hốt hoảng. Từ ngày đó, anh đã nói với cô chăm sóc cô, chỉ vì mắc nợ, cô cảm thấy cả người của mình liền trở nên là lạ,
đáy lòng giấu một đoàn ký ức không nói lên lời, nhưng cô lại rốt cuộc không biết vì sao ký ức đó lại tới. Càng nghĩ, Tống Thanh Sơn càng thêm phiền. Cô lấy khăn lau, dùng sức lau bàn ăn nhiều lần, lau thẳng đến khi ký ức nơi đáy lòng bình ổn một chút, mới dừng lại, trở về phòng bếp rửa tay sạch sẽ, lên lầu. Bởi vì do kỳ sinh lý muốn tới, Tống Thanh Sơn tắm rửa một chút, tắt đèn rất sớm, lên giường. Cô không có buồn ngủ, ôm chăn mềm, nghĩ ngày mai Tô Chi Niệm không có ở nhà, cô phải làm sao? Một mình ở trong nhà sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì chứ? Nếu ra ngoài, phải tìm người đi theo. Vậy tìm ai đây? Tần Dĩ Nam sao? Hiện tại anh đã có bạn gái. Tống Thanh Xuân chôn mặt vào trong chăn đệm, tâm tình ngày càng suy sụp thương cảm, nhịn không được nhỏ giọng than thở một câu. Nếu như Tống Thừa còn sống thì tốt rồi. Tống Thanh Xuân hoảng hốt một lúc, khẽ thở dài một hơi. Thôi đi, đừng tìm ai hết. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, làm không tốt sẽ bị liên lụy người khác. Sáng mai trước khi ra cửa, cùng lắm thì chờ anh ta đi công ty, mình lại trở về, đóng chặt cửa sổ, ai tới cũng không mở cửa. Sao có thể xuất hiện nguy hiểm được? Lại nói, có khi tất cả mọi chuyện lúc đầu đều là anh chàng chuyển phát nhanh nó làm, mình cần gì phải nghĩ lại lung tung, dọa nạt chính mình. Cho nên, Tống Thanh Xuân, không sợ, không sợ, không sợ. Tống Thanh Xuân liên tục lẩm bẩm câu không sợ nhiều lần để trấn an chính mình, nhưng cô dù có lẩm bẩm như thế nào, cuối cùng đáy lòng vẫn hơi sợ. Cô ôm chặt chăn mềm, nhìn chằm chằm bóng đêm âm trầm bên ngoài cửa sổ, giữa lông mày nhu hòa điềm đạm, chậm rãi treo lên ánh nhìn nhàn nhạt. Nếu như hôm nay không có nhất thời xúc động, hỏi Tô... Nói đến đây, Tống Thanh Xuân lắp bắp một chút. Thích sạch sẽ, là người mình muốn tìm, liền tốt rồi. Dù hôm nay anh nói lời tàn nhẫn như vậy với cô, nhưng lời nói đã đến mở môi của cô vẫn không thể nào mắng anh một câu, Tô biến thái. Nếu như thế, mình đều có thể giống như trước làm phiền anh đón đưa mình tan làm việc, làm phiền anh mang mình tới công ty. Nhưng hiện tại... Tống Thanh Sơn chậm rãi nhắm hai mắt lại, làm môi không giống một tiếng động, dùng sức mím một chút, không có thốt ra nữa. Hiện tại cô đã biết anh đối với cô là vì thương ngại, tự tôn của cô lại không cho phép cô đi làm phiền anh. Tống Thanh Sơn phát hiện đáy lòng mình lại xuất hiện lại đau đớn buồn bã kia, rất nhỏ nhặt, lại rất đầy đặc. Đau đến hô hấp của cô đều dừng lại theo. Đêm khuya yên tĩnh, cô chỉ lo thương cảm, lại chưa từng có ý thức được vì sao cô lại thương cảm như thế. Cô có nhiều bạn bè để làm phiền như vậy, nhưng vì sao khi luôn họp bởi vì không thể làm phiền anh mà lại thương cảm? Không sợ, không sợ, Tống Thanh Xuân không sợ, không phải sợ. Tôi chỉ niệm nhẹ nhàng dựa vào ghế sofa thật lâu kiểu Âu, nghe Tống Thanh Xuân nói bởi vì chôn đầu ở trong chăn đệm, khiến cho tiếng lầm bầm có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Tầm mắt nhìn chằm chằm một chiếc đèn ở đặt ở bên trái dưới đất, trở nên hơi mơ hồ. Lúc đầu, anh còn đếm rốt cuộc cô nói mấy lần không sợ. Đếm tới cuối cùng, chính anh cũng đếm không hết, thẳng đến khi ngữ khí của cô có chút thổn thức tiếc nuối, nói ra câu kia. Nếu như thế, mình liền có thể giống như trước kia làm phiền anh, đón đưa mình tan việc, phiền anh chạy tới mình mang công ty. Tâm của anh đột nhiên, giống như bị vật gì đó hung hăng níu chặt, đau đớn, khiến anh không thể thở nổi. Lời nói tàn nhẫn vô tình ngày đó của anh hoàn toàn ngăn cản gần gũi vất vả mới có được giữa anh và cô. Tốt đẹp như thế, giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, cuối cùng vẫn là điêu linh đổ nát. Một câu, Tôi chi niệm có phải làm phiền anh, của cô còn chưa nghe đủ mà lại không nghe được nữa. Thật ra anh không nên thương cảm, dù sao đây cũng là cục diện anh tự mình tạo thành, cũng là ước nguyện được đền bù của anh, cục diện nguyện thấy nhất. Nhưng anh vẫn khắc chế không được, rất khổ sở. Anh rất hy vọng có thể được cô làm phiền cả đời, nhưng anh biết kết cục câu chuyện, người bên cạnh cô cuối cùng sẽ không phải là anh. Ngày hôm sau, Tống Thanh Xuân bị đánh thức bởi chuông báo, cô rời giường rửa mặt, xuống lầu, chuẩn bị tốt bữa sáng. Lúc lên lầu gọi Tô Chi Niệm ăn cơm, vừa lúc 7 giờ, thời gian tự do của cô. Tống Thanh Xuân gõ gõ cửa, đứng ở trước cửa nói, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Phía sau cửa rất an tĩnh, không có người đáp lại, cô cho rằng Tô Chi Niệm còn chưa tỉnh ngủ, liền trở về phòng ngủ của mình. Từ đầu cô đã không muốn đi xa, cho nên thấy ví tiền và điện thoại di động nhét vào trong túi sách, liền ra khỏi phòng ngủ lần nữa. Trước khi xuống lầu, cô lại dán lên cửa phòng ngủ của Tô Chi Niệm một mảnh giấy nhỏ. Tống Thanh Xuân đứng ở cửa trước. Trước khi đi, mang một đôi giày cao gót, lại nghĩ hiện tại thời gian còn sớm, cửa hàng và siêu thị còn chưa có mở, địa phương cô tới có thể đi chỉ là vườn hoa phía sau tiểu khu. Do đó, nên đổi một đôi giày đáy bằng, nghĩ có thể đi vào trong đó chạy bộ. Vài ngày không ra khỏi cửa, luôn trốn tránh ở trong phòng ấm. Tống Thanh Xuân vừa mở cửa, bị gió bắt đầu thổi vào mặt, toàn thân lạnh run mình một chút,
theo bản năng rụt cổ một cái, sau đó liền hít sâu một hơi, xông ra ngoài cửa. Chỉ là cô vừa đi được hai bước, người còn chưa lao ra khỏi bậc thềm ngoài cửa, bước chân liền chậm rãi ngừng lại. Tôi chỉ niệm mặc một cái áo khoác ngoài màu đen, hai tay tùy ý cắm ở trong túi, tư thế thảnh thơi dựa vào trên xe. Phía trong áo gió của anh giống như một thân âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng đơn giản, phối hợp cà vạt ô vuông trắng đen, thoạt nhìn làm nổi bật lên vẻ tự phụ cao nhã. Gió lớn thổi khiến mái tóc anh có chút hỗn loạn, lộ ra lỗ tai có chút hồng. Có lẽ là đứng yên trong gió lạnh quá lâu nên cóng lạnh. Có thể tôi chỉ niệm nghe được tiếng cô mở cửa, quay đầu nhìn về phía cô. Lúc Tống Thanh Xuân mới lấy lại tinh thần, đứng ở bậc thềm cầu thang một lúc, bước chân chậm rãi đi xuống. Khi đi qua bên cạnh tôi chỉ niệm, cô do dự một chút, vẫn chào hỏi một tiếng. Tôi đi ra ngoài. Lời nói của cô còn chưa có nói xong, Tô Chi Niệm một thân lãnh đạm dựa vào, đột nhiên đứng thẳng người, đưa tay ra, cầm cổ tay của cô. Nói cũng không nói lời nào, liền kéo cô vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái phụ ra, vung một tay lên, liền nhét cô vào trong xe. Tô Chi Niệm, anh làm gì? Tống Thanh Xuân bị anh, hành động không ra sao của anh, làm đến có chút mơ hồ. Cô vừa hỏi, vừa muốn xuống xe. Kết quả phản ứng của anh còn nhanh hơn cô, đưa ra một cái tay, ấn cô trở về trên ghế lái phụ, khiến cho cô không cách nào nhúc nhích. Sau đó một cái tay khác, động tác lưu loát kéo rên toàn cái lên, liền dầm một tiếng, dùng sức đóng cửa xe lại. Không chờ cho cô kịp phản ứng, anh liền lên xe, khởi động xe, giẫm ga, rời khỏi biệt thự. Tình hình giao thông Bắc Kinh vào 7 giờ sáng còn chưa bắt đầu hỗn loạn, tôi chỉ lập lái tốc độ xe rất nhanh. Tống Thanh Xuân liên tiếp hỏi anh nhiều câu, anh muốn mang cô đi nơi nào, nhưng từ đầu đến cuối anh đều lại không đáp. Vào lúc Tống Thanh Xuân sắp nổi nóng, xe của Tô Chi Niệm đột nhiên lái ra khỏi đường lớn, lái dọc theo đường phụ khoảng 100m, vững vàng, dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn. Tô Chi Niệm tắt xe, xuống xe, đi vòng qua cửa ghế lái phụ, cũng không đợi bảo vệ chị An chạy tới mở cửa. Anh dẫn đầu đưa tay kéo cửa ra, ra hiệu cho Tống Thanh Xuân xuống xe. Tống Thanh Xuân đứng vững trên mặt đất mới nhìn rõ tòa nhà trước mặt là công ty của Tô Chi Niệm. Cô bất giác quay đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm giống như không có phát hiện được tầm mắt của cô, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ chị An đứng bên cạnh. Sau đó, đưa tay ra, liền kéo cô đi vào trong công ty. Tiểu thư Lễ Tân tầng 1 thấy Tô Chi Niệm đã lâu không đến công ty, rõ ràng ngây ngẩn một lát. Sau đó, còn chưa có lấy lại tinh thần, liền chú ý anh dắt theo Tống Thanh Xuân. Nhất thời mặt đầy kinh ngạc, mở to mắt. Qua một phút mới luống cuống tay chân chạy đến trước thang máy, nhấn thang máy cho Tô Chi Niệm. Tô Tổng, chào buổi sáng. Tô Chi Niệm giống như là không nghe được câu chào hỏi của tiểu thư Lễ Tân, đầu cũng không gật một chút, trực tiếp dắt Tống Thanh Xuân đi vào trong thang máy. Khi bước vào tầng cao nhất, một nữ thư ký nhìn thấy Tô Chi Niệm bước vào trước tiên, đứng lên, vừa nói một chữ Tô, liền cảm thấy Tống Thanh Xuân ở phía sau Tô Chi Niệm. Cô ta rõ ràng ngẩn ra, sau đó ngữ điệu mới có chút không ổn định, tiếp tục bổ sung hai chữ. Chào buổi sáng. Ừ. Tôi chỉ niệm mím môi, dùng giọng nói đáp lại một tiếng, không một chút ý tứ buông tay Tống Thanh Xuân ra, dắt cô đi vào trong phòng làm việc của mình. Trước khi đẩy cửa, anh giống như nghĩ đến chuyện gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bàn làm việc cách phòng làm việc gần nhất, phát hiện ở đó không có một bóng người, mi tâm nhăn lại một chút, liền xoay người hỏi. Trình Thanh Thông đâu? Chị Trình đi phòng trà nước ạ. Nữ thư ký vừa mới chào hỏi với Tô Chi Niệm, vội vàng chuyển tầm mắt đánh giá từ trên người Tống Thanh Xuân đến trên người Tô Chi Niệm. Đợi lát nữa chị Trình trở về, tôi sẽ báo cáo với chị ấy tới phòng làm việc của ngài ạ. Mặt Tô Chi Niệm không biểu tình gật đầu một cái, đưa tay đẩy cửa ra. Trước khi vào trong, anh giống như là nghĩ tới điều gì, lại phân phó một câu với thư ký vừa đón tiếp mình. Đi dưới lầu mua một chút đồ ăn sáng, đợi lát nữa để Trình Thanh Thông cùng mang vào. Vâng, Tô Tổng. Tô Chi Niệm không lên tiếng nữa, dắt Tống Thanh Xuân vào trong phòng làm việc, sau đó đóng cửa lại, ngăn cách tầm mắt nhìn chằm chằm của Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm buông tay dắt Tống Thanh Xuân ra, chỉ vào ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi, sau đó liền cởi áo khoác ngoài ra, treo lên móc áo, ngồi trước bàn làm việc. Ngắn ngủi mấy ngày không có tới công ty, văn kiện lại có thể chất thành núi nhỏ. Tô Chi Niệm tùy ý lật vài cái, còn chưa bắt đầu phê duyệt, liền cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu tỉnh thịch nổi lên cơn đau đớn. Khi Tô Chi Niệm mở máy vi tính ra, dư quang trên khóe mắt quét đến Tống Thanh Xuân đứng ở cửa, mắt đen nhánh nhìn thẳng anh. Ngón tay anh đang chuẩn bị nhập mật mã của anh, liền dừng lại, nhìn chăm chăm bàn phím một lát, mới ngẩng đầu đối diện đối ánh mắt của Tống Thanh Xuân. Trước khi cục cảnh sát chưa gọi điện tới, em tốt nhất đừng đi đâu, để tránh xảy ra nguy hiểm. Tô Chi Niệm giống như là có lời muốn nói khác, dừng một chút, vẫn không nói ra, chỉ lưu lại một câu. Hôm nay đến ngốc ở trong phòng làm việc của anh đi.
liền thu hồi tầm mắt, đầu ngón tay rất nhanh đánh ở trên bàn phím mật mã vào, sau đó không để ý Tống Thanh Xuân, trực tiếp bận rộn. Cái quỷ gì? Đã nói với anh là không cần anh mắc nợ hay sao? Vẫn còn muốn nhiều chuyện mang người ta đến công ty. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm khuôn mặt đang chặt chẽ cẩn thận xử lý công việc của Toshi lại một lát, nhưng không được, dùng thanh âm chỉ bản thân mình nghe thấy, nhỏ giọng than thở một câu. Lời của Tống Thanh Xuân còn chưa có nói hết, thấy tầm mắt của lãnh đạo Toshi Niệm đích nhìn tới đây, cô lập tức thu liễm tất cả các cảm xúc, kéo căng khuôn mặt nhỏ. Chờ đến khi tầm mắt Toshi Niệm chuyển đi, cô mới trợn trắng mắt, khinh thường bĩu môi, đi tới ghế bên ghế sofa Toshi Niệm chỉ khi nãy vừa mới vào phòng làm việc. Tống Thanh Xuân vừa ngồi xuống, không đến 10 giây đồng hồ, liền vang lên tiếng gõ cửa. Đầu của Toshi Niệm cũng không khỏi nâng một chút, cờ chữ ngắn gọn, nói một chữ vào, sau đó liền cầm một phần văn kiện lật trên bàn xem. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi vào là một cô gái trẻ mặc bộ đồ màu trắng nhạt, mái tóc dài búi cao, lộ ra cổ thon dài, bên tai đeo một bôi đông tai màu trân châu trắng, thoạt nhìn rất chi thư tào nhã. Tô Tổng! Giọng nói của cô gái kia rất dễ nghe, ôn ôn nhu nhu, chỉ là trong miệng cô ấy gọi Toshi Niệm, ánh mắt lại bay về phía Tống Thanh Xuân. Lúc Tống Thanh Xuân đối diện với tầm mắt của cô ấy còn tặng cho cô một nụ cười rất ôn nhu thuận thiện. Sau đó liền đi đến trước bàn làm việc của Toshi Niệm, đặt một phần bữa sáng. Tô Tổng, bữa sáng ngày muốn. Ừ, Toshi Niệm nhìn chằm chằm văn kiện, đáp lại một tiếng. Trình Thanh Thông đã quen với bộ dáng này của Toshi Niệm, không nói thêm cái gì, xách một phần bữa sáng khác đến trước mặt Tống Thanh Xuân. Lúc Tống Thanh Xuân nói cảm ơn với cô ấy, thấy cô ấy không nháy mắt, nhìn cô chằm chằm, cô mở nụ cười với cô ấy. Lúc này cô ấy mới hoàn hồn, vẫn tặng cho cô một nụ cười rất ôn nhu. Sau đó cô ấy mới khẽ gật đầu, đứng dậy, lại đi trở về trước bàn làm việc của Toshi Niệm. Ngữ điệu vững vàng, khí chất lưu loát ngắn gọn nói với Toshi Niệm những chuyện anh cần xử lý gần đây trong công ty. Trong quá trình Toshi Niệm nghe toàn bộ, tầm mắt đều không rời khỏi văn kiện trong tay mình. Anh chờ đến khi Trình Thanh Thông nói xong, cầm bút lên, vừa ký tên, vừa hỏi. Mấy giờ thì người phụ trách SA đến? 10 giờ. Toshi Niệm ký tên xong, nhìn thoáng qua thời gian trên cổ tay, ném văn kiện tới chỗ trống bên cạnh nói. Đợi lát nữa bảo giám đốc bộ phận nhân sự tới đây, sau đó theo thứ tự là bộ phận nghiệp vụ, bộ phận tài vụ, bộ phận kỹ thuật. Nói cho bọn họ biết, mỗi người chỉ có thời gian 20 phút, bảo bọn họ khi tới gặp tôi, dùng thời gian tối thiểu, nói điểm quan trọng nhất. Vâng, Tô Tổng. Ừ, Toshi Niệm lại lấy một phần văn kiện, nhìn lên. Trước khi Trình Thanh Thông rời đi, anh đột nhiên gọi tên cô. Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông dừng bước chân lại, Toshi Niệm vẫy tay với cô một cái. Trình Thanh Thông nghi ngờ một lát mới đi lên trước. Toshi Niệm hơi đứng dậy, đến gần bên tai cô, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, nói khoảng 3 phút. Trong quá trình Trình Thanh Thông nghe, vẫn luôn đặt nụ cười gật đầu, thẳng đến khi Toshi Niệm nói xong, cô mới nhẹ nhàng nói ra một chữ vâng. Sau đó, liền liếc mắt một cái về phía Tống Thanh Xuân, vừa bưng sữa đậu nành uống một ngụm, rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Trình Thanh Thông rời đi chưa được 2 phút, phòng làm việc của Toshi Niệm liên tục bắt đầu có người tới. Mặc kệ là vào là ai, đều sẽ có vô ý nhìn về phía Tống Thanh Xuân trước một chút. Ghế sofa trong phòng làm việc Toshi Niệm rất lớn, nhưng bởi vì Tống Thanh Xuân ngồi, từ đầu đến cuối anh đều không ra hiệu cho người ngồi, chỉ mặc cho mọi người đứng ở trước bàn làm việc của anh nói chuyện. Trong lúc đó Trình Thanh Thông từng đi vào một lần, trong tay xách một cái túi lớn, cô ấy không đi tới chỗ Toshi Niệm mà đi thẳng tới trước mặt Tống Thanh Xuân. Sau khi cô ấy bỏ đồ xuống, rất ôn nhu kéo một nụ cười với Tống Thanh Xuân, nhẹ giọng nói. Cô còn yêu cầu thứ gì, cứ việc gọi cho tôi ạ. Nói xong, cô ấy lại nở nụ cười lần nữa, rời khỏi phòng làm việc. Tống Thanh Xuân lật túi lớn Trình Thanh Thông xách tới một chút, nhìn thấy bên trong đựng các loại tạp chí quà vặt, còn có một cái máy vi tính. Đây là Toshi Niệm phân phó đi. Tống Thanh Xuân bất giác nâng mí mắt, nhìn về phía Toshi Niệm đang bận rộn. Giống như lúc Trình Thanh Thông vừa mới đi vào, lúc anh bàn luận công việc với nhân viên, còn nhất tâm nhị dụng, phê duyệt văn kiện chất đầy trên mặt bàn. Trên trán anh lại là nghiêm túc và chuyên chú, lúc phất tay, tỏa ra lực lượng và tự tin, bảy nghi mưu kế. Bản tính của anh lãnh đạm, nhìn thấy phụ nữ thì luôn rất tự phụ, cho người ta một loại khí chất cao ngạo xinh đẹp. Lúc anh làm việc, tập trung tinh thần hoàn thân, trầm ổn tĩnh đạm, loại hơi thở cấm người trên kia càng thêm rõ ràng, lộ ra một loại thanh lãnh, không nhiễm khói bụi trần gian từ trong xương. Chương 321, Mỹ Nam an tĩnh. Từ đầu đến cuối anh đều là loại mặt đơ kia, ngũ quan tinh xảo đặt lên hình dáng đường cong hoàn mỹ, giống như là một tác phẩm nghệ thuật, quỷ búa thần đao, cho dù trên mặt anh không có biểu lộ ra biểu tình gì, nhưng vẫn mang theo lực hấp dẫn chí mạnh, khiến cho người ta nhìn nên không rời tầm mắt đi được.
Thời điểm anh phê duyệt văn kiện, mi tâm khi mi nhăn lại, khi giãn ra. Lúc anh quyết định nói với nhân viên ở trước mặt, ngón tay thỉnh thoảng sẽ chuyển động bút rất nhanh, hai cái liền ký tên, thỉnh thoảng cũng sẽ nâng lên theo thói quen để ép huyệt thái dương một chút. Thời điểm anh lật xem văn kiện, động tác sẽ rất thong thả, tầm mắt rất rõ ràng theo động tác của chính mình, chuyển từ trang trước đến trang kế tiếp. Hành động ký tên của anh, nước chảy mây trôi, một mạch liền thành. Tống Thanh Xuân từng thấy bộ dáng làm việc của rất nhiều người, nhưng cô lại chưa từng gặp qua một người nào vào lúc làm việc có thể nhị ý như thế. Hóa ra, ở trên nơi này lại có một loại người, nhất cử nhất động đều phong tình, tràn ngập dụ hoặc. Bên trong phòng làm việc vốn là tiếng nói chuyện, lại hoàn toàn biến mất ở bên tai cô. Cô nhìn Tô Chi Niệm chăm chú, dần dần nhìn đến ngẩn ngơ. Không biết qua bao lâu, có thể Tô Chi Niệm đã nghĩ đến Tống Thanh Xuân, cũng có thể là chú ý đến tầm mắt của cô. Khi để một phần hợp đồng vừa ký tên xong lên bàn, ánh mắt bay về phía Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân tiếp xúc với tầm mắt của anh, theo bản năng rũ mắt xuống, mang theo vài phần vội vàng, lấy một cuốn tạp chí từ trong túi Trình Thanh Thông xách tới, giả bộ đáng xem. Cô nhìn chằm chằm tạp chí, nhìn hồi lâu cũng không xem vào trong lòng một chút nội dung nào. Bên tai rõ ràng có nhiều tiếng nói đang bàn luận đến các vấn đề tiền bạc linh tinh, nhưng rơi vào trong tay cô chỉ có tiếng nói của Tô Chi Niệm. Tiếng nói chuyện của anh rất lãnh đạm, ngữ điệu của anh khiến cho người ta có một loại cảm giác mát lạnh nhàn nhạt, không hề phập phồng, không có cảm xúc nhưng lại dễ nghe, khiến đến mức cho người ta có một loại ảo giác đang nghe thanh âm tuyệt vời. Nghe đến cuối cùng, những hình ảnh màu sắc rực rỡ trên tờ giấy trước mặt Tống Thanh Xuân ở trong đáy mắt của cô đều lắc lư biến dạng bộ dáng lúc Tô Chi Niệm làm việc. Khi Trình Thanh Thông vào phòng làm việc lần nữa, bưng tới cho cô một ly trà sữa, Tống Thanh Xuân mới kéo suy nghĩ thất thần kia lại, mang theo vài phần hoảng hốt, ừ một tiếng với Trình Thanh Thông. Đây là đường, nếu như cô cảm thấy không ngọt, có thể tự mình thêm. Trình Thanh Thông không có chút thiếu kiên nhẫn, tính khí lại rất nhu hòa, tiếp tục lặp lại lời nói của mình một lần. Cảm ơn cô. Tống Thanh Xuân nói một tiếng cảm ơn, mới phát hiện lúc này trong phòng làm việc của Tô Chi Niệm chỉ còn lại ba người, anh và cô, còn có Trình Thanh Thông, người vừa nói chuyện, chẳng biết đều đã đi hết từ lúc nào. Đừng khách khí. Mặt mày Trình Thanh Thông cong cong, sau đó trước khi rời đi còn mang bữa sáng Tống Thanh Xuân ăn còn giữ lại ra khỏi phòng làm việc. Hiệu quả phòng cách âm của phòng làm việc Tô Chi Niệm đặc biệt tốt, bên trong chỉ còn lại hai người anh và cô, ngoại trừ tiếng ông ông phát ra từ máy làm sạch không khí, không còn tạp âm gì khác. Trong biệt thự của Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm không ít lần sống chung an tĩnh như vậy, nhưng chẳng biết vì sao, lúc này đáy lòng cô lại nổi lên một luồng khẩn trương nhỏ. Cô cắn môi lật xem tạp chí, dư quang khóe mắt thường xuyên bay đến trên người Tô Chi Niệm ở dưới tình huống, chính cô cũng không phát hiện. Tô Chi Niệm rất trầm tĩnh, bận lâu như vậy giống như không biết mệt mỏi, còn đang hết sức chăm chú xử lý những văn kiện chất đống trên bàn làm việc. Chương 322, Mỹ Nam An Tĩnh 2. Không hề có người bàn công việc với anh nữa, trong im lặng mang theo dụ hoặc, cực kỳ giống Mỹ Nam An Tĩnh trong ảo tưởng trái tim của tất cả các thiếu nữ. Đều nói lúc đàn ông chăm chỉ làm việc sẽ có nghị lực nhất, cô vẫn luôn không tin, cho tới giờ khắc này cô hoàn toàn tin. Suy nghĩ cẩn thận một chút, Tô Chi Niệm thật sự chính là bạch mã vương tử trong lòng cổ phụ nữ. Anh tuấn, nhiều tiền, còn có được một đôi chân dài trong phim Hàn, mặc âu phục vào liền quý khí bức người, mặc thường phục vào lại đẹp trai mê người. Nếu như lại phối hợp với bối cảnh gia đình giàu có, đó thật là chính là Mỹ Nam sắt đặt trong tiểu thuyết online. Chẳng quá đáng tiếc, thân thế Tô Chi Niệm không phức tạp, thậm chí còn có chút tang thương. Gia đình đơn thân, mẹ còn từng bệnh nặng một trận vào thời cao trung. Ngày trôi qua rất nghèo khó, cho nên anh liền gánh vác trọng trách của gia đình rất sớm. Cô nhớ được trong một năm anh ở nhà họ Tống, thường xuyên sẽ nhận vài việc trên mạng để kiếm thêm thu nhập. Trong đầu Tống Thanh Xuân nghĩ ngợi lung tung rất lâu, mới phát hiện Tô Chi Niệm vẫn còn là bộ dáng ổn định, chuyên chú làm việc giống như Thái Sơn. Lực chú ý của anh cũng không khỏi quá tập trung đi, lại có thể tập trung làm công việc khô khan vô vị như vậy. Dáng vẻ này của anh, chững chạc đàng hoàng, thanh đạm cao nhã, phát huy vô cùng tinh tế khí chất khái cái đẹp. Tống Thanh Xuân đột nhiên nghĩ đến bản thân đã từng thấy một đoạn văn ở trên mạng. Cái gọi là khí chất cái đẹp chính là trước mắt toàn bộ mọi người tôi chính là chính nhân quân tử, một mình thì sắc phôi, lưu manh, mặc quần áo âu phục nghiêm túc làm việc, cởi áo sơ mi ra nghiêm túc làm yêu, dùng một loại vạn loại thể vị ngủ với một người phụ nữ. Tuy rằng lời nói này có chút trực tiếp, nhưng để ở trên người Tô Chi Niệm thật là thích hợp hơn hết. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, bắt đầu không nhìn được hiếu kỳ. Anh lãnh đạp khắc chế như vậy, nếu cản rỡ bốc cháy lên sẽ là bộ dáng gì?
Anh rõ ràng mặc âu phục quy quy củ củ, cà vạt thắt nghiêm túc, ngay cả cúc cổ áo trước cổ tay đều cài lên hoàn toàn bộ. Nhưng trong đầu Tống Thanh Xuân lại nghĩ về mấy ngày trước đây, lúc vô ý tiến vào phòng ngủ của anh, thấy hình ảnh của anh không có mặc quần áo. Cảm thấy da thịt oánh nhuận, bộ ngực bền chắc mạnh mẽ, xúc cảm bóng loáng tinh tế. Tầm mắt Tống Thanh Xuân không kìm lòng nổi, liền dao động từ trên mặt Tô Chi Niệm đến trước ngực, bụng và trên hai đùi lớn của Tô Chi Niệm. Cuối cùng tầm mắt liền dừng lại quần tây, dề da, đầu ngón tay và trên cột chân chắn nõn lộ ra kia của anh. Quả thực là nam tính, đoạt cả tính mạng người. Không biết nếu như lúc anh muốn làm chuyện kia với phụ nữ, sẽ tỏa ra hơi thở chí mạnh như thế nào. Cô có từng một lần với anh, nhưng lúc đó cô quá sợ hãi, quá khủng hoảng, hoàn toàn không biết rốt cuộc trong quá trình phát sinh chuyện gì. Cho nên Tống Thanh Xuân chỉ có thể dựa vào mộng mơ để suy nghĩ. Anh và phụ nữ hôn môi, anh hôn cần cổ phụ nữ, trên khuôn mặt lạnh lẽo lãnh đạm của anh phủ kín tình dục. Anh phát ra tiếng kêu rên, trên da thịt trơn bóng trắng nõn của anh che kín mồ hôi. Tống Thanh Xuân nghĩ đi nghĩ lại, tốc độ nhịp đập càng nhanh hơn, trong cơ thể nổi lên một luồng hơi nóng lên theo, khiến cho cổ họng cũng có chút khô khốc. Đang lúc Tống Thanh Xuân mơ mộng đến hình ảnh Tô Chi Niệm bị một phụ nữ đè ở dưới thân trêu đùa, Tô Chi Niệm đột nhiên vén văn kiện trong tay lên, để bút đặt tên ký xuống, nhìn sang phương hướng Tống Thanh Xuân đang ngồi. Hết tập 16. Xin lỗi các bạn nha, hôm qua là mình đi về muộn và bị ngập mưa, thế nên là tối qua mình cũng bị cảm, mà uống thuốc và nằm từ đêm qua cho tới sáng nay thì cũng đã đỡ hơn rồi. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục phát triển với các bạn, và hôm nay mình sẽ đọc 2 tập Nói Yêu Em 99 lần để phục vụ các bạn bù ngày hôm qua nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.